Đây là bé An. Bé An sống với má. Còn ba của An thì sao? Ba con đi làm ở một nơi rất xa đúng không má? Hỏi hoài à. Má đã nói là ba bị tai nạn chết rồi. Nhưng An không tin. Lần nào mơ, nó cũng thấy ba bảo cứ đi về phía nam là tìm thấy ông. Nhà thằng An nói chung là dạng khấm khá, dám đầu tư bút màu với cả giấy cho cái đam mê họa sĩ của nó. May mà thằng An cũng có tố chất vẽ, ra hình chứ không ra hài. Mà nó thi thoảng lại lén lấy một vài bức tranh rồi gửi cho ông Bô, nhưng không phải bằng đường hóa vàng, vì thực ra là ba nó còn sống. Ông cùng anh em đang trốn trong rừng để làm cách mạng. Má thằng An tần tảo một mình nuôi con ăn học, thậm chí là học trường quốc tế Việt Pháp. Đây là thầy giáo 7, là chủ nhiệm và cũng là thầy dạy tiếng Pháp cho cả lớp. Trình độ của thằng An thì ở mức đọc lào lào một bài thơ tiếng Pháp, nhìn chung là sắp tốt nghiệp tiểu học. Đúng lúc đấy thì hiệu trưởng dẫn một đám lính Pháp đến cửa lớp, tuyên bố thằng An bị đuổi khỏi lớp vì chúng nghi ngờ ba nó là cộng sản. Nhìn thằng bé thất thểu sẽ cặp về nhà, thầy giáo 7 quyết định tìm hiệu trưởng người Pháp để xin cho nó. Nhưng ốc còn không mang nổi mình ốc, chính thầy giáo 7 cũng đang bị lính Pháp nghi ngờ là hoạt động trong hội kín. Thế là thầy giáo 7 cũng bị đuổi. Thật ra thì đoạn sau mới bị đuổi cơ, bây giờ chưa. Thầy 7 đi về thì bắt gặp thằng An bị bạn bè bắt nạt, chúng cướp cặp nó rồi vứt sách vở tanh bành khắp nơi. Thấy thằng bé uất ức muốn khóc, thầy giáo 7 sẽ làm gì? Chạy lại ôm vai An và bắt bọn kia xin lỗi. Không, đấy là cái mà giáo viên làm vào thời bình. Thầy 7 quát thằng An phải đứng dậy và đấu tranh. Mình không gây sự nhưng mà phải biết chống trả. Đúng là thầy có dạy không được đánh bạn, nhưng tình hình bây giờ đã khác trước. Con là con của người làm quốc sự, không được để ai khinh thường. An không hiểu quốc sự là cái gì mà lại khiến nó bị đuổi học. Thầy giáo 7 liền giải thích cho thằng bé hiểu, để nó thấy tự hào chứ không đâm ra ghét ba. Thầy còn tặng cho nó một viên ngọc quý để cổ vũ tinh thần. Sao mà con phải tìm thêm sáu viên để mà triệu hồi rồng thần đúng không thầy? Bậy bạ, đấy hơn đâu mày. Thằng An nghe lời thầy, cầm theo viên ngọc, lao vào đám bắt nạt để mà lấy lại cặp sách, rồi hiên ngang rời đi như con của một người làm quốc sự. Thằng An đi ra chỗ bờ sông, mở viên ngọc của thầy ra xem như thế nào, thì hóa ra đấy chỉ là một cục đất bình thường. An mới hiểu được bài học rằng đừng tin người quá đáng. Và viên ngọc thực sự nằm trong lòng mỗi người. Khi An về nhà, khoan không được, phải như này. Khi An về nhà, nó thấy lính khắp nơi, đồ đạc thì bị đập phá. Má nó nhận ra không sống được ở đây nữa, nên quyết định dắt thằng An đi tìm cha. Dọc đường, hai mẹ con gặp được anh này. Thấy ông anh này cực khoái bức vẽ của thằng An, nên má bảo nó tặng luôn cho ông anh. Ông anh phấn khởi, tặng lại cho thằng An cái khăn rằn. Hai mẹ con lúc này mới dắt tay nhau đi tiếp về phía cây cầu. Đúng lúc đấy thì máy bay của Pháp đến. Mọi người hoảng loạn nằm sụp xuống để tụi Pháp đỡ bắn, nhưng máy bay vẫn xả súng. Thằng An sợ hãi quá nên co giò bỏ chạy theo bản năng. Má nó sợ con trúng đạn, đuổi theo bảo con nằm xuống. Ông anh ban nãy cũng thương hai mẹ con, chèo thuyền đuổi theo, nhưng thằng An hoảng quá chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Máy bay Pháp đảo thêm một vòng xả đạn, bắn trúng vào má nó ngay phía sau. Thằng An lúc này mới tỉnh ra mà chạy lại giúp ông anh kia đỡ má nó xuống xuồng. Nhưng tai ương chưa kết thúc, ông anh kia cũng trúng đạn nốt. Thằng An cố níu lấy ông anh mà ngã xuống dưới nước. Má nó dùng chút sức lực cuối cùng để mà nắm lấy tay nó, rồi thằng An lịm đi lúc nào không biết. Nó tỉnh dậy ở nhà ông Tám Luông, một gia đình nông dân chất phác. Thằng bé cứ gào lên đòi gặp má nên mọi người mới dìu nó ra. Nhìn ngôi mộ chỗ gốc dừa, thằng bé hét lên một tiếng rồi lại ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, An ra chỗ cái mộ, vẽ cho má một bức di ảnh. Ông bà Tám Luông giúp nó lo chuyện hậu sự, rồi trao lại cho nó cái dây chuyền mà má đeo. Nhà nghèo rớt lại còn bị o ép, nhưng họ vẫn cứu mang thằng An. Nhà Tám Luông cũng đông con, nhưng mà đi khai hoang ở U Minh hết rồi, chỉ còn lại Út Trong ở nhà với ba má. Thằng An nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống thôn quê. Nó học bơi, học trèo cây, chơi đánh trận giả, thi đua trâu, nhảy sông với tụi nhỏ trong xóm. Tối đến, ông Tám nằm trống, hút thuốc, hò đi hò lại một bài. Bà Tám thì ngồi bên cạnh nhấm nhá nhai trầu. Chị Út thì lôi thằng An ra gốc cây, bắt đom đóm để nhờ nó viết câu này lên khăn. Phượng còn ẩn bóng cây tùng, thuyền quên chỉ đợi anh hùng mà thôi. Chị Út dựa vào đấy mà thêu, gửi người yêu đang hoạt động cách mạng. Thế nhưng một thời gian ngắn sau, người yêu chị Út Trong bị lính bắt được. Chúng mang anh ra xử bắn giữa chợ để răn đe. Người dân trong làng cố xô đẩy đám lính để lấy được xác của anh về. Còn chị Út thì chỉ biết chết lặng, bỏ chạy về nhà. Thằng An thì cố ở lại, nhặt chiếc khăn thêu đã nhuốm máu, mang về để chị Út chôn nó chỗ gốc dừa, cho anh mang nó theo. Đau thương là thế, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Thằng An dần đã biết bắt cá ngoài đồng, biết cách bôi nước dãi để mà đỉa nhà miệng. Mùa gặt năm ấy, nhà ông Tám Luông bội thu, mà nói đúng hơn là nhà địa chủ bội thu. Ông bà Tám Luông biết là kiểu gì nhà bà hội đồng cũng vơ vét hết từng hạt. Đã thế, ông hội đồng còn để ý đến Út Trong để mà thu làm vợ lẽ. Thế là cả nhà phải lén sát gạo trong đêm, rồi cho vào hũ, chôn xuống chuồng bò, làm thế để đỡ cho địa chủ thu hết sạch lúa không có cái ăn. Ngày hôm sau, bà hội đồng dẫn người sang thu lúa. Bà ta chê gạo chưa được sát kỹ, rồi tính gấp đôi số công đất mà nhà ông Tám được lãnh. Rồi phí lúa canh, phí lúa miểu, phí lúa công lễ, trả lúa đã vay lãi gấp đôi. Cứ mỗi lần một thứ phí được nêu là một lần ruột bà Tám Luông thít lại. Chúng lấy hết sạch mớ gạo còn chưa đủ, nên chia nhau sục sạo quanh nhà xem có dấu ở đâu không. Nhưng thôi tìm làm gì, khoản thiếu lại thành khoản nợ, nợ thì kỳ sau lại gấp đôi.
Còn bây giờ thì bà hội đồng khoan thai về nhà đã, để lại nhà bà tắm luôn với cái sân trống hoác, cả nhà ngồi thẫn thờ, chẳng biết kêu ai. Trong lúc đó, cha thằng An đang đi tuyên truyền khắp nơi, phổ biến cho bà con cách làm giàu, đoàn kết, đùm bọc nhau, đưa nhau qua khốn khó, nâng cao đời sống mọi người. Quay lại với thằng An, thì hôm đấy, ông hội đồng đến nhà tắm luôn, thực chất là tìm cách ve vãn út trong. Ông hội đồng còn dúi tiền cho mà mua thuốc bổ, người ngoài thấy thì hâm mộ lắm, nhưng mà người nhà thì sợ chết khiếp. Họ thừa biết rằng nhận từ địa chủ 1 thì phải trả địa chủ 10, mà ông Tám thì chẳng muốn con gái đi làm cái kiếp vợ lẽ tí nào cả. Tối hôm đó, ông Tám dẫn thằng An đi câu, dạy cho nó cách nghe tiếng nước mà đoán phía dưới có cá gì, đoán được cả cá đang giúp ở đâu. Đang lúc đi về thì hai bác cháu gặp bọn trộm lúa, thế là bác Tám nhất quyết đuổi theo. Nhưng mà ai ngờ hai tên trộm lúa lại bắt ngược lại bác Tám, rồi vu cho ông mới chính là kẻ trộm. Chúng đem hai bác cháu trói lại ở sân nhà ông hội đồng, vừa oan ức vừa mất hết mặt mũi với bà con, nhưng bác Tám chỉ lặng lẽ đuổi mỗi cho thằng An ngủ. Đến sáng hôm sau, ông hội đồng đi ra thấy thế thì liền ra lệnh thả họ đi, không quên hỏi thăm tình hình sức khỏe út trong mấy câu. Ông Tám biết phen này lại thêm nguy nan rồi, và khi biết ông hội đồng định giở trò đồi bại với út trong lúc cô ở nhà một mình, thì ông Tám quyết định cho hai mẹ con với thằng An đi về ở với anh chị, để ông ở lại đây nhang khói mồ mả tổ tiên. Mọi người lên đường ngày hôm sau, ông Tám ở lại thì ăn bận đàng hoàng, thắp hương cho mồ mả, chăm gà chăm trâu, thắp nén nhang khấn vái tổ tiên, rồi ông về với tổ tiên. Ông thắt cổ để ông không phải quỳ thêm lần nào nữa. Mẹ con bà Tám với thằng An lên đường đến U Minh, nhưng lại gặp phải toán cướp, giả dạng chị lái đò hò siêu ngọt này. Hai bên hò qua hò lại khoảng 6 phút trời, thì chị gái kia tiếp cận được thuyền, và đám cướp núp dưới thóc lao lên tấn công. Tất cả mọi người bị đẩy xuống xuồng nhỏ, chỉ có thằng An kẹt lại dưới đống hoa quả trên thuyền. Thế là hành trình lang bạt của An lại sang một chương mới. Nó tỉnh dậy ở ngay trong ổ lũ cướp. May mà bà chị chèo thuyền thương nên lén đưa nó rời đi. Sau khi đe thằng bé không được hé miệng cho ai về vị trí hang ổ, thì thả thằng nhóc rồi chỉ đường cho nó ra chợ. Thằng An vào chợ thì cũng chả có tiền, nó đành phải mót bánh người ta vứt đi mà ăn cho đỡ đói bụng. Đúng hôm đó, gánh mái võ Sơn Đông của ông Tiều và bé Sinh đến chợ. Hai người chuyên biểu diễn những màn nguy hiểm để bán thuốc cho người dân vây xem. Hấp dẫn nhất là màn bịt mắt phóng dao. Chính vì thế mà bé Sinh cũng thường xuyên bị thương, cũng là để quảng bá cao dán chữa bách bệnh của ông Tiều. Bé Sinh hiểu chuyện nên dù đau cũng chỉ lặng lẽ về thuyền nằm. Đêm hôm đó, bé Sinh thấy thằng An đang ngủ vật vờ trong chợ, lên đến hỏi thăm. Bé Sinh thuyết phục cha cho thằng An đi theo phụ đánh trống. Thằng An cũng lập tức bảo khó khăn khổ cực gì nó cũng chịu. Thế là từ đấy, nó ở với cha con ông Tiều, học đánh võ, học phi dao, học cách nhịn đau để ông Tiều biểu diễn thuốc tiên. Dần dần, ông Tiều cũng làm lễ để nhận thằng An làm đệ tử, để nó tham gia kép chính biểu diễn mãi võ. Thằng An cứ lưu lạc khắp nơi cùng nhà ông Tiều, nó cũng được mở mang, thấy nhiều điều thú vị hơn. Và một đêm trăng rằm, bé Sinh cứ thao thức không chịu đi ngủ. Thế là thằng An mới đi ra hỏi chuyện. Bé Sinh mới bảo là đang đợi mẹ hiện về thăm. Thế là hai đứa cùng nhau đợi mẹ của Sinh. Rồi đột nhiên, bé Sinh reo lên, bảo mẹ về. Trong mắt con bé thì là nhìn thấy như này. Mẹ bé Sinh tiến đến, chải đầu cho con gái một lúc, rồi luyến tiếc rời đi. Thằng An thì chẳng hiểu cái gì đang xảy ra cả, nhưng mà nó cũng nói xuôi theo để cho bé Sinh chịu đi ngủ. Cô bé phấn khích bảo rằng rằm tháng sau sẽ giúp An gặp má. Ngày hôm sau, ông Tiều dẫn hai đứa đến quán của dì Tư Ù. Ông Ba Ngù thì lúc nào cũng say xỉn ở đó, luôn sạo sự mưu vui cho mọi người. Đúng lúc đấy thì lính giặc đi đến, xông tới bắt ông Tiều, vì ông có dấu xăm thanh long của thiên địa hội trên vai trái. Bé Sinh cũng có hình xăm nên bị bắt theo, chỉ có thằng An là không có nên được tha cho. Mỗi tội bây giờ nó lại phải lang thang một mình, không nơi nương tựa. Bác Ba Ngù thấy vậy thì bảo cha con ông Tiều không sao đâu, giam giữ mấy hôm rồi bị đuổi về bên tàu thôi. Rồi bác giữ thằng nhỏ lại, cho nó chỗ ăn chỗ ở. Thằng An mới tò mò hỏi tại sao bác lại ở một mình. Bác Ba Ngù không nói rõ, nhưng nhìn ánh mắt này là hiểu lòng ông có cố sự buồn thế nào. Sáng hôm sau, bác Ba gửi thằng An vào quán dì Tư. Dì Tư xoen xoét chê thằng nhỏ, nhưng vẫn nhận nó vào, cho thằng nhỏ phụ rửa bát các thứ đồ đằng sau. Ngày hôm đó, vợ chồng Tư Mắm cũng tới ăn. Trong khi thằng An mang đồ ra cho Tư Mắm, một tên trộm ngáng chân cho nó ngã, rồi lợi dụng cái lúc ầm ĩ để mà trộm đồ. Thằng An nhìn rõ mồn một nhưng mà chẳng nói gì. Dì Tư cũng bận chửi đổng thằng An nên là không để ý. Tên trộm một lúc sau đến tìm thằng An. Vâng, đây chính là Út Lục Lâm đã quý vị. Út Lục Lâm tính cho lộc thằng An một ít nhưng mà nó chê. Út Lục Lâm mới cáu, lôi đống giấy lộn trong giỏ Tư Mắm ra, ném xuống sông cho đỡ bực. Thằng An nhìn lướt qua nội dung trên giấy, rồi nhảy xuống dưới vớt. Nó bắt đầu nghi ngờ nhà Tư Mắm là Việt gian từ đấy. Buổi chiều, thằng An đi bắt cúm núm cùng bác Ba. Hai bác cháu lại ngồi nướng chim tâm sự. Dì Tư Ù và bác Ba Ngù hoàn cảnh giống hệt nhau, cả nhà đều bị tây hại, chết hết rồi. Sang ngày hôm sau, một chiếc ghe bán rắn tấp vào quán dì Tư. Đây là bác Ba bắt rắn, đây là thằng cò con bác Ba, và đây là con Phèn. Thằng cò có biệt tài dùng ná cao su, nó cũng bắn một chùm nhãn đãi thằng An. Hai đứa bắt đầu quen nhau từ đó. Ngày hôm sau, quán dì Tư có khách lạ. Đây là anh Sáu tuyên truyền. Dì Tư nhìn thấy thì đuổi ngay thằng An ra ngoài, kêu ông Ba Ngù đến nói chuyện. Hóa ra ông Ba với dì Tư ngầm giúp đỡ cộng sản, thằng An thì chỉ được le ve bên ngoài nhòm vào. Đúng lúc đó, nhà Tư Mắm đi ngang qua, anh Sáu vội xách bao rời đi, không quên dặn rằng
Tôi có khách bự đến. Nửa đêm hôm đó, thằng An bị dựng dậy. Nó ngáp ngáp vài cái rồi đi ra bờ sông rửa mặt. Thế nên phát hiện ra chồng Tư Mắm đang ngụp lặn phía dưới. Cô nghe lén chuyện của các chiến sĩ bàn bạc trong phòng Di Tư U. Thằng An vội chạy đến gọi thằng Cò, nhờ tài bắn ná của nó đuổi chồng Tư Mắm đi. Sáng hôm sau, dây viết khẩu hiệu được dán khắp chợ. Bà con Bu lại xem rõ nhiệt tình, dù chẳng ai biết chữ. May mà thằng An đọc cho vài câu. Thế là chồng Tư Mắm bắt đầu chú ý đến thằng nhỏ, tóm nó lại đưa về ghé nói chuyện. Tư Mắm thì nhẹ nhàng hỏi thăm cái hôm mà các chiến sĩ ghé thăm, rồi để thằng nhỏ đi vì trông nó chẳng biết gì cả. Thằng An thì chỉ để ý cuốn sổ mà mụ ta để trên chiếu. Thế là canh lúc mà hai vợ chồng đi ra ngoài, nó lẻn lên thuyền lấy cuốn sổ ra đọc, nhưng bị Tư Mắm bắt quả tang. Chúng đưa thằng nhỏ về, trả cho dì Tư xử lý. Bác Ba Ngù thì bận đi công chuyện đâu đó. Lúc này thằng An mới nói hết ra cái vụ chỉ điểm, nhưng mà dì Tư không có tin, thậm chí còn làm ầm ĩ lên, kéo nó sang ghe của nhà Tư Mắm để mà đòi xem sổ. Nhưng tất nhiên là quyển sổ bây giờ sạch bách. Thằng An liền bị dì Tư ù đuổi khỏi quán ăn, đi đến đâu cũng bị dân làng dè bỉu. Vợ chồng Tư Mắm thậm chí đuổi theo, định diệt khẩu thằng bé. Thằng An chật vật lắm mới chạy thoát được qua bãi ngô. Đêm hôm đấy, nó quay lại lều bác Ba Ngù nằm nghỉ. Mà nay lại đúng hôm trăng rằm, má thằng An hiện về, gặp nó, xoa đầu, dỗ nó đi ngủ. Đến lúc mở mắt ra thì nó đã ngủ trong vòng tay của bác Ba Ngù. Bác Ba đã nghi vợ chồng nhà này từ lâu lắm rồi. Trong lúc đó, nhà Tư Mắm đến quán ăn, trói dì Tư ù lại, bắt khai ra vị trí các chiến sĩ. Thấy dì Tư nhất quyết không khai, chúng liền đốt quán. May mà bác Ba Ngù đúng lúc đi sang để nói chuyện thằng An thì phát hiện ra, cứu dì Tư bị trói bên trong. Bác Ba nghe chuyện thì liền đuổi theo nhà Tư Mắm. Người dân xung quanh thấy lửa thì liền xông đến cứu. Thằng An cũng chạy theo an ủi dì Tư, nhưng quán ăn cũng chẳng còn cứu được nữa. Sáng hôm sau, dì Tư xin lỗi thằng An rồi dong ghe đi đến nơi khác làm ăn. Thằng An không đi theo, chắc là do vẫn còn bực bội vì dì Tư không tin nó, nên là ở lại, đợi bác Ba Ngù về, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Đêm hôm đó, lúc An đang ngủ thì Út Lục Lâm lao vào trốn. Tên này đi trộm gà, bị người ta rượt, mà thằng An cũng không xì đều hắn ra, nên là Út Lục Lâm thoát nạn. Út Lục Lâm để cảm ơn thì nổi lửa nướng con gà tại chỗ để khao thằng An một bữa, nhưng mà nó chối vì không muốn dùng đồ ăn trộm. Út Lục Lâm bưng tận nơi mời thằng nhỏ ăn, nhưng mà An nhất quyết từ chối. Út Lục Lâm mới nổi khùng lên chửi, hóa ra tên này cũng được bác Ba Ngù chăm cho lớn. Nể tình bác Ba mà cũng thấy thằng nhỏ dám vạch tội Tư Mắm, nên là Út Lục Lâm mới giúp. Nhận thấy tình cảm của Út Lục Lâm nên thằng An cầm lấy con gà ăn ngon lành. Út Lục Lâm cũng khoái chí, hứa đưa thằng nhỏ nhập ngành đạo tặc. Thế là từ đấy, thằng An đi theo Út Lục Lâm quậy làng phá xóm. Rồi trong một lần đi ăn trộm tại chợ lớn, hai đứa bị lính rượt chạy trối chết, nên trốn vội vào một gánh hát. Tình cờ thế nào, đây lại là gánh hát của thầy giáo Bảy. Thầy bây giờ đã trở thành rapper, trở thành nghệ sĩ hát tuồng chèo. Thầy giúp nó hóa trang như người gánh hát nên thoát nạn, còn Út Lục Lâm thì bị lính bắt đi. Thế là hành trình với Út đã dừng lại. Thầy Bảy giờ mới đề nghị nó đi theo vợ chồng của thầy lưu diễn, nhớ đâu lại tìm được ba. Gánh hát của thầy Bảy chuyên diễn những vở kịch cổ vũ người dân đứng lên đấu tranh với cái ác, và vai diễn đầu tiên của thằng An là làm một cái ghế. Những ngày sau đó, thằng An cứ cùng gánh hát đi khắp nơi. Có lần, một người trong gánh hát còn lấy hết tiền mà bỏ trốn. Một hôm nọ, gánh hát đi qua một vùng quê rất nghèo. Thầy giáo Bảy mới quyết định là tổ chức cho người dân xem miễn phí. Sân khấu cũng được dựng ngay giữa ruộng, nhưng mà ai mà ngờ được, đấy là khởi đầu của tai họa. Gánh hát lọt đến tay ông hội đồng ở đây, nên là ông ta sai gia nhân mời họ về diễn. Nhưng thầy giáo Bảy nhất quyết từ chối, vì họ chỉ phục vụ cho nhân dân mà thôi. Đêm hôm đó, trời nổi mưa bão, gánh hát phải trú tạm vào cái đền hoang. Thầy Bảy nhìn cơ hội, giãi bày với thằng An, mong nó kế nghiệp thầy, đưa cải lương đến dân nghèo, để cứu nước bằng con đường nghệ thuật. Thế nhưng biến cố đã đến, người ở của ông hội đồng tập kích gánh hát, bắt vợ thầy đi. Thầy Bảy thì bị chúng đánh ngất, thằng An thì cố chạy theo đám người ở của ông hội đồng. Cô Bảy biết kết cục khi rơi vào tay lũ quan lại, nên là diễn một vở than khóc cho số phận của hai vợ chồng, rồi tuẫn tiết để bảo toàn danh dự. Sáng hôm sau, thằng An tỉnh dậy giữa đồng không, chắc là nó đã ngất đi lúc nào không hay. Con phèn ở đâu đột nhiên đến ngửi ngửi, hóa ra là ba con nhà bác Ba bắt rắn đang ở gần đây. Vậy là cuộc đời gánh hát của thằng An kết thúc đột ngột như thế. Giờ nó lại đi theo hai cha con nhà bác Ba bắt rắn. Bác Ba cũng nhận thằng An làm con nuôi, nhưng mà thằng Cò kiên quyết không nhận thằng An làm anh. Cơ mà cái đất này càng ngày càng ít rắn, nên bác Ba quyết định đưa hai đứa đến rừng U Minh kiếm chú Tư Võ Tòng. Trong lúc đến nhà Võ Tòng, hai thằng An với Cò mải mê bắt rắn mà không để ý phía sau chúng có cá sấu đang đến gần. May mà Võ Tòng xuất hiện đúng lúc, lùa ngay hai thằng nhỏ lên bờ. Cả nhóm sau đó về lều của Võ Tòng ở giữa rừng để mà ăn uống. Bác Ba mới kể lại ý định là ở lại đất U Minh ăn cư lập nghiệp với chú Tư. Thế là cả nhà đi làm lễ tế chư thần thổ địa, rồi nhờ bà con chòm xóm cùng nhau cất nhà. Trong đấy có bác Ba Phi chuyên nói dóc, giỏi bốc phét mua vui cho bà con bạn bè. Sau khi cất xong nhà, bốn người bắt đầu dọn dẹp cỏ dại, bắt đầu gieo hạt chuẩn bị cho vụ lúa. Thằng An thằng Cò thì chăm chỉ đi mò cua bắt ốc. Rồi một ngày, thằng An bất ngờ gặp lại chị Út Trong đang đi lùa vịt. Thế là nó biết được tin ông Tám đã mất, nên nó nằm buồn thiu cả ngày trời. Sáng hôm sau, bác Ba dẫn nó sang nhà bà Tám thắp nén nhang cho ông. Con cái nhà bà Tám bây giờ đang ở hết trong này, khai hoang lập nghiệp, nhưng giờ đang bị bọn quan lính cố cướp đất.
Đúng lúc đấy, mấy anh em về báo có mấy thằng được quan thuê đến dằn mặt, nên tất cả con cái nhà bà Tám vác hết gậy gộc ra đón chúng. Nhưng mà bên kia trông anh nào anh nấy giang hồ quá, vũ khí đầy đủ trông như dạp xiếc, nên là đám con nhà bà Tám cũng hơi rén. Khi chuẩn bị đánh nhau thì bác Ba bắt rắn xen vào can, nhưng lại bị chúng đánh cho không nói được nữa. Đúng lúc đấy thì Võ Tòng xuất hiện, một tay xách theo con cá sấu u minh to vật vã, tay còn lại cầm lưỡi giáo vẫn còn đẫm máu. Võ Tòng cắm cái giáo xuống đất, bảo thằng nào mà vượt qua ngọn giáo này thì tao biến thành túi LV. Nói đoạn dương cung về phía chúng, đám du côn sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Khí thế của Võ Tòng làm Út Trong rung động, mà Võ Tòng thì cũng là ưng cái bụng mà thôi. Hai thằng An với Cò là khoái vụ này nhất, cứ cố tạo điều kiện để cho hai người gặp nhau. Hai thằng còn lân la hỏi bác Ba về chuyện cũ của Võ Tòng. Thì ra là Võ Tòng ngày xưa cưới vợ đẹp lắm, hồi vợ có bầu, Võ Tòng xách lẻn đi chặt măng ở bờ tre đình làng, bị địa chủ bắt được. Chúng đánh đập Võ Tòng khiến chú vùng lên chém lại chúng, thế là đi tù mười mấy năm. Vượt ngục về làng thì vợ đã thành vợ lẽ của tên địa chủ rồi. Thế là Võ Tòng bỏ về U Minh, sống một mình trong rừng. Cơ mà giờ có chị Út Trong, chú lại falling in love again. Võ Tòng dẫn bọn nhỏ đi săn tổ chim, đi xem săn cá sấu. Đầu tiên bác Ba đốt đèn mỡ, rồi buộc nó vào một con vịt để nó quẫy nước dụ cá sấu đến. Sau đó hai người từ từ trèo xuống theo sau. Tay Võ Tòng lăm lăm cây giáo, cảnh giác nhìn dưới nước. Khi thấy con cá sấu tập được con vịt thì cũng ngậm dây thừng vào mồm. Hai người vẫn bình tĩnh đi theo sau, đợi đến khi nó chui về ổ, Võ Tòng mới nhảy xuống nước, lội nước đi để cá sấu không cắn được chú. Bác Ba tháo dây buộc con vịt, đưa cho Võ Tòng cầm lấy, mò vào bên trong. Hai bên giao chiến giữa rễ cây nước. Thật ra thì cũng chẳng có cảnh đánh cá sấu đâu, chú Võ Tòng quẫy nước thôi. Nhưng mà nhìn nó ngầu. Một lúc sau chú vật vã lôi con cá sấu ra. Sau khi mẩn thịt nó thì bác Ba với chú Võ Tòng mới làm cái lễ để mà khấn thần linh, báo cáo đã hạ được cá sấu thành tinh và xin cái đám trang sức vàng bạc mà nó nuốt vào khi săn người. Võ Tòng lấy đống đồ đó để sang nhà bà Tám hỏi cưới chị Út. Trong lúc đang ăn mừng thì bác Ba bắt rắn đột nhiên thấy nến trên bàn thờ vụt tắt, đấy là một điểm gở. Sau hôm thành hôn thì Võ Tòng phải về quê lấy cho cốt ba má lên. Thế là dì Út bây giờ mới tặng chồng cái chiếc khăn thêu câu thơ ngày xưa. Đấy là khăn mới thêu hay là khăn lấy từ mả người yêu cũ tôi chịu, tôi không biết. Nhưng mà vấn đề xảy ra ngay khi chú Võ Tòng đi. Lần này linh pháp mang súng ống đến đòi đất, chúng tịch thu hết sạch lúa thóc nhà bà Tám. Những người con nhà bà Tám mới thắp nén nhang cho cha, rồi sẵn sàng quyết tử để bảo vệ mảnh đất. Đầu tiên thì họ bốc thăm, cử ra một người đi nói chuyện với bọn lính. Cả hai lần Út Trong đều bốc trúng que già nhất. Út Trong cứ nhủ thầm là cha trên trời chọn cô rồi, nhưng đàm phán làm sao được với bọn lính Pháp. Út Trong tức tối xông vào giằng giật với tụi nó, thế là bị chúng bắt lại đánh đập dã man. Anh em ở nhà biết tin thì lập tức cầm gậy gộc xông ra. Lính Pháp thì có súng, anh em nhà bà Tám luôn thì chẳng còn gì để mất cả. Bác Ba bắt rắn nghe thấy tiếng súng thì hốt hoảng chạy sang, vừa đi vừa gào lên gọi người dân xung quanh. Khi cả đám chạy ra thì đám lính cũng vội rút lên thuyền, nhưng anh em nhà Tám luôn cũng đã gục ngã gần hết. Bà Tám đau đớn, chân còn không vững, cố gắng chạy ra với các con. Võ Tòng về thấy bà Tám phờ phạc bên đống mộ thì hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Chú giải cho của ba má xuống sông rồi điên cuồng hét lớn giữa rừng. Võ Tòng bắt đầu kế hoạch trả thù tội lính. Mũi tên của chú làm khiếp sợ quân thù, mà người dân cũng sẵn sàng giúp đỡ chú hành thiện. Nhưng bác Ba bắt rắn thì bụng đầy nỗi lo, kiểu gì bọn lính cũng không tha cho chú Võ Tòng. Thằng An với Cò nghe thấy thế thì liền chạy ra bờ sông mò tìm lựu đạn mà tên lính làm rơi bữa trước. Nhưng thế thì không đủ, nên hai thằng lập kế hoạch trộm của tội lính ngoài chợ. Trên đường đi về, chúng đã nghe thấy tiếng bom nổ trong rừng. Bọn lính đã bắt đầu ra quân lùng bắt Võ Tòng. Võ Tòng thì cứ luồn lách dưới rễ cây đước, dùng bẫy dập để mà đánh bẫy chúng. Bà con thì lo cho Võ Tòng lắm, nhưng không dám xông vào giúp chú. Thằng An thằng Cò thì chạy vội đến chỗ giấu lựu đạn, nhưng chúng chẳng biết Võ Tòng ở đâu mà đưa. Thế là chúng cột lựu đạn vào người con phèn để nó tìm chú. Con phèn chạy phăng phăng qua làn đạn để mà làm nhiệm vụ, nhưng cũng chẳng tránh được hết tất cả mọi thứ. Võ Tòng thì lúc này đã bị thương, cơ mà chú vẫn núp dưới bùn, chờ cơ hội khử từng thằng một. Nhưng đánh càng lâu thì chú càng thiệt, tên thì có hạn, vết thương thì trở nặng. Chú đột nhiên nhìn thấy con phèn bị thương bên một gốc cây thì cố bò ra chỗ nó để mà lấy đống lựu đạn. Chú Võ Tòng có lựu đạn thì bọn lính không dám lùng bắt nữa, nhưng Võ Tòng cũng đã sức cùng lực kiệt. Đến khi mọi người tìm thấy thì chú cũng đã nhắm mắt xuôi tay. Bác Ba buồn lắm, ông cứ ngày đêm lén tập bắn cung để mà trả thù cho chú. Rồi một hôm ông bảo đi có chút việc, hai thằng An với Gò lặng lẽ bám theo sau. Hóa ra bác Ba đến rình bên ngoài đồn địch để săn tên chỉ huy vụ bắt chú Võ Tòng. Tư Mắm lại chính là bồ bịch của tên chỉ huy đó. Hàng ngày cứ đến giờ là Tư Mắm đòi tên chỉ huy cho đi bơi. Bác Ba lợi dụng lúc đó mà bắn hạ tên chỉ huy. Tư Mắm thấy thế muốn cầm súng lên bắn trả thì thằng An lao ra phi cây giáo về phía mụ. May mà hồi trước có học ném dao với ông Tiều. Bác Ba lập tức kéo thằng An chạy về, để lại một tên giặc Tây với một con bán nước nằm chết gục cạnh nhau. Bác Ba dẫn hai đứa ra viếng mộ Võ Tòng vì báo thù thành công. Thằng Cò thì bây giờ đã phục thằng An nên gọi nó là anh. Bấy giờ nổi lên một ông đạo với phép thần thông, mình đồng ra sắt, chống được đạn bắn. Thế là bác Ba dẫn hai thằng nhỏ đi xem. Ông đạo này vừa biểu diễn võ thuật, vừa cổ động bà con đứng lên đánh giặc. Thằng An với thằng Cò mà lén đi theo ông đạo, để mặc bác Ba ở nhà, chẳng biết hai thằng đi đâu. Hai đứa làm thế vì thằng An thấy ông đạo này quen lắm. Hóa ra lại chính là thầy giáo Bảy.
Thầy sau biến cố thì nhận ra rằng là muốn làm việc lớn phải có uy quyền và tiền bạc, muốn thế thì phải biết cách thu phục lòng tin của dân chúng. Sáng hôm sau, thầy Bảy bắt hai đứa đi về, công việc của thầy bây giờ nguy hiểm, không cho thằng An đi theo được nữa, mà thầy Bảy đã gặp được ba nó qua một người bạn. Thầy mới đưa địa chỉ người bạn đó cho thằng An, sau đấy, An với cò liền ra bờ sông, đợi thuyền để đi về nhà. Nhưng lái đò bảo là bận đi xem ông Đạo dựng cờ khởi nghĩa rồi, thế là hai đứa lại mò đi xem. Ở đấy, thầy Bảy lấy súng biểu diễn mình đồng ra sắt, rồi lấy danh chư thần linh để mà khởi nghĩa. Thầy Bảy còn lấy máu của một tên hội đồng nào đó để mà tế cờ. Màn trình diễn của thầy Bảy đang suôn sẻ, thì lính Pháp ập đến, chúng muốn bắn thầy Bảy, nhưng phát đầu tiên thì súng bị kẹt. Người dân lại càng hô hào ầm ĩ, bảo đấy là sức mạnh của ông Đạo. Tên giặc Pháp mới rút súng ra bắn phát nữa, thầy Bảy vẫn mỉm cười, dân chúng lại càng hào hứng hơn nữa. Nhưng thầy lảo đảo rồi ngã ngồi xuống ghế. Lần này thì thầy Bảy trúng đạn thật rồi. Người dân hoảng loạn chạy đi hết, chỉ có thằng An là chạy lên xem thầy thế nào. Nhưng mà chẳng kịp nữa rồi, thế là một người yêu nước nữa lại ra đi. Hai thằng An với cò chạy một mạch ra bờ sông. Thằng cò lúc này mới phá ra cười vì trò lừa gạt của thầy Bảy. Thế nên là thằng An bực bội lao vào đấm nó, nhưng mà thua. Thế là An dỗi bỏ đi, làm thằng cò phải chạy theo xin lỗi. Thằng An mới bảo thằng cò là quay về với bác ba, còn nó thì đi tìm cha. Cơ mà thằng cò cũng chẳng để thằng An một mình được. Thế là thành một thằng bỏ cha để giúp thằng còn lại tìm cha. Và một đêm trăng rằm, An giúp thằng cò nhớ lại kỷ niệm với má nó. Thế là má thằng cò hiện về mang đồ ăn cho hai đứa. Hayder sẽ bảo đây là tình tiết hư cấu. Những ngày sau, hai thằng gặp được một đám lúa dại, rồi tự dắt lúa nhóm lửa nấu cơm ăn. Một đêm, chúng nó đang ngủ ngoài chợ thì thấy người dân đổ xô đi tụ tập tại một chỗ. Thì ra là cha thằng An đang tuyên truyền ở đó. Nhưng thằng An nhìn thì chỉ thấy quen quen thôi, chứ làm sao mà nhận ra cha mình. Đúng lúc đó thì lính tới, cha thằng An chạy vội xuống thuyền. Người dân thì quay qua giả vờ đi chợ đêm. Thế là thằng An chẳng có cơ hội xác nhận là cha nó. Hai thằng lúc đi đến cái địa chỉ thầy Bảy đưa thì chẳng khác gì ăn mày. May mà sư thầy ở chùa nhìn thấy nên đem hai đứa về. Sư thầy chính là người bạn mà thầy Bảy nhắc đến. Thế là sư thầy bảo nó xuất gia ở đây rồi tìm cơ hội cho gặp cha. Thằng cò nghe xuất gia thì chạy mất dép, song vẫn mò mò về vì không nỡ bỏ thằng bạn. Hành trình tu tập của hai đứa bắt đầu từ đây, nhưng thằng cò thì vẫn ham ăn ham ngủ, chẳng theo nổi. Hai đứa hàng ngày cầm bát đi xin đồ ăn khắp nơi. Người lớn thấy thì cho ít ngô ít khoai, bọn chăn trâu thấy thì trêu chọc hai đứa. Thằng cò cay lắm, nhưng mà thằng An cứ càn mãi. Hai đứa đi dần ra đến chợ thì gặp được người quen, hóa ra dì Tư Ù với bác Ba Ngù chạy về đây mở quán. Thế là hai đứa lại được chiêu đãi một bữa ra trò. Xong chúng lại đem đồ ăn ra để được chơi cùng với đám trẻ chăn trâu. Và một buổi tối nọ, thằng An nghe tiếng súng tỉnh dậy. Nó thấy có người bị thương, dìu vào trong hang. Thế là nó nhổm dậy, lấy khăn lau hết vết máu bên ngoài đi. Đúng lúc đụng phải sư thầy cũng đang làm như thế. Lúc đấy, bọn lính xông vào lục lọi tìm kiếm, nhưng không thấy gì, lại cầm cốc đi ra. Thằng An được cử ra ngoài, hái chút lá thuốc, rồi đem vào cho người bị thương bên trong. Một trong hai chiến sĩ đã bị bắn vào chân, nên chẳng đi lại nổi. Sáng hôm sau, thằng An kể lại chuyện cho thằng cò. Một thằng chăn trâu tên là Cú Đen cũng biết chuyện. Bác Ba Ngù thì lén đưa thuốc vào cho chúng nó, dưới dạng nhìn như cái bánh tét, để hai thằng mang vào chùa mà không bị để ý. Hai người chiến sĩ này cũng quen cha thằng An, nên nó gửi họ chiếc dây chuyền của má để lại, hy vọng là sẽ đến được tay cha của nó. Sang ngày hôm sau, hai thằng đến thăm anh Cú Đen, nghe nói là bị mất trâu nên là bị ông chủ đánh, không nằm ngửa được. Thật ra là Cú Đen tìm được trâu rồi nhưng vẫn bị đánh, nên là thằng này tính vào rừng đi theo cộng sản. Thế là Cú Đen bày cách giúp hai chiến sĩ trong chùa chạy trốn. Chúng trăng võng qua hai con trâu rồi đưa chiến sĩ bị thương đi. Xung quanh thì có đàn trâu che chắn, đám lính nhìn từ xa thì chẳng thấy cái gì cả. Thế là thành công đưa họ đến nơi an toàn. An còn được nghe tin là cha nó sắp đến thăm nữa. Đúng là mấy hôm sau, cha nó đến quán dì Tư. Hai thằng cu chẳng biết gì, cứ lững thững đi qua. Mà cha thằng An thì cũng chả nhớ nổi mặt con, nên là phải hỏi trước bác Ba Ngù. Nhưng hai bên vẫn chưa gặp ngay, giữa chợ đông người thế này được. Bác Ba Ngù mới dẫn hai thằng nhỏ ra một địa điểm hẹn trước. Bấy giờ thằng An mới nhận ra, cái ông ban nãy nhét sợi dây chuyền của má vào trong hũ. Nó phân khích đợi gặp cha lắm. Chờ đợi mãi thì cha nó cũng đến từ xa. Thằng An sốt ruột, muốn chạy ra lắm, nhưng bác Ba không cho. Phải đợi cha nó ra hiệu an toàn thì mới tới được. Nhưng đúng lúc đó thì lính ập đến, cha nó bị bắt ngay trước khi cha con đoàn tụ. Bác Ba Ngù phải giữ thằng An thật chặt để nó không vụt chạy theo ba. Ngay buổi tối hôm đó, An với cỏ trốn khỏi chùa, tìm đến chỗ Cú Đen, rủ nó đi vào núi tìm các chiến sĩ cộng sản để báo cho họ biết là cha của An đã bị bắt rồi. Thế là ba đứa rong ruổi tìm đến con đường cách mạng. An không còn lưu lạc nữa vì giờ nó đã biết con đường đúng đắn là đâu.